Mới về về là rồi mấy ông mới mới xịt ông Minh Tệ chứ. Mấy ông mới xịt Minh Tệ tôi không đúng pháp phong đồ này nọ, bận này, ấy đồ uống đời này nọ. Ông Tệ ông nói ông về ông chia sẻ ngộ thôi Minh Tệ kẻ mấy ông tu sao mấy ông tu, còn Minh Tệ tu sao tu, còn mấy ông mà cái gì nọ để giấc ngộ xuống. Dạ, khi 12 giờ bữa nào sớm là 11 giờ là sớm Là đi mình đi vô hành về ha. dạ, đi rèn luyện sức khỏe vậy. Sáng khi đi gác thực xong rồi tìm chỗ nào trọ thực xong rồi sẽ Dạ, đi tiếp. đủ rồi, cái mình kiếm chỗ nào trống cái mình thọ cái mình đi. Xuân Minh Hạnh đang quay sâu hả anh em? Dạ. Chắc đi ngồi thiền bên đó ra. Là giờ ở đây là tất cả là mấy sư ở đây à? Dạ. Ở nơi chỗ này là mấy sư ở? Cái này á, à? Con với sư này bốn ở sư. À, còn trên núi này là bốn sư. Dạ bốn. À, nhưng mà mình chia ra hai hai hang ha. Dạ, tách hai cái này. À. Hang nhiều lắm. Nhiều lắm mà anh Trung mà đây 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 qua cái hang hang mà mỗi vị ở mỗi hang đó, đó. Ồ. Chứ không phải là không rồi đó, bây giờ muốn đi cái đường đông trống này này nữa qua bên kia Ban ngày giờ dắt nào họp họp lại rồi tối thì ra từ hang ngủ. ừ, đúng rồi Ngủ đi lát cái mắt sư Minh cũng Thiện ở nhớ hang lại. đây luôn Hang à? Minh Chí là Minh Thiện ở chung một hang Sư này hai, sư này ở nghĩa địa thích ở chỗ này. Lên xuống hoài là lần gì đi ở dưới hả? Ồ. Vậy là sư lên cái hang của Pháp Quý á. Con ít có lên trên đó lắm, có đi ngang Ở ở lên đó hả? dạ, có đi ngang ghé chút xíu là con đi à. Không, hai sư ở cái này ngon hơn em không? Mát mẻ quá. Mà sao mưa mưa nó tạt quá mưa. Tại trước cái hang của sư Pháp Quý á, mấy sư kia ở, À. con lên con ít có ở. Tại 3 ngày cái con đổi chỗ, 3 ngày đổi chỗ à. Ừ, Pháp Quý bây giờ ổng À, chỗ. ổng về mấy tụ trong Bình Thuận rồi. Vậy là giờ là tối là coi như các sư là đã ngủ ngồi được chưa? Nói chung là đang tập chứ ngủ ngồi là chưa đó. À. Tại vì mình mới ngồi thiết già có tiếng tiếng ngoài nó đau rồi. Ồ. Muốn ngủ ngồi là phải 4 tiếng chứ lên, không có ngủ ngồi được. Là ngồi kiết già tầm 4 tiếng đồ lên. Dạ. Còn bây giờ mà mình mà nếu mà gắng ngủ vậy thì nó dễ bệnh, nó bị ức chế á. Nói chung là Tâm cái gì cũng 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 phải là tập từ từ Sư Minh đó. Chí đang ngồi kiết về phải không sư? Dạ. Sư Minh Chí đang ngồi kiết về đó. Nhìn nè. Tại giờ mình ngồi kiết già phải 4 tiếng mình mới vô ngủ ngồi được. Dạ. Sợ cũng chưa được có chứ. Dạ. Cái đó là mình mới Dễ tập ngủ thôi. ngồi khó ngủ Sư Minh ngồi Chí lắm. bữa nay con lên tập con ngồi kiết về không sư? Sơn này cũng bệnh nhiều không giờ Bệnh tu nhiều mà dạ. Thấy bệnh bớt mẹ bữa nay con bệnh khỏe mẹ. Luôn à. Bệnh đông máu, bệnh phổi, Sư Minh Chí bệnh bệnh nhiều viêm mũi, mấy cái bệnh luôn. Hôm trước gặp sư mà sư cũng phải sụt xịt mũi nó chảy lung tung hết Sư rồi. mệt bữa nay thấy sư khỏe nè. Dạ, Nói chung không là con tính đi hồi tháng giêng á mà bệnh quá đâu có đi được đâu. là đến đi với thầy Minh Tuệ hả? Dạ. Hồi tháng giêng à? Dạ. Cái lúc là đang ở Hà Giang hay là ở đâu ta? Tháng giêng, không, tháng giêng là Gia Lai, không có, đang trong này bộ hành ra, đang đang ở chưa quay vô. trong trong Gia Lai ra. Dạ. Cái lúc Cái hướng đường ra thì cái ra lúc đó mấy mà cái sư, đi cái lúc mấy cái đó mà sư đi Minh là đi trước thầy Minh Tạng. Dạ đúng rồi. Rồi nửa tháng sau cái gì đó sư Minh Tạng mới vô. Thầy Minh Tạng là đi ở Hà Gọi anh Giang. em à, gọi hỏi cho Hà nó Giang. Hà Giang là từ ở trong Gia Lai là bay ra ngoài Hà Giang. Tại vì ngày Tết đó là con bị bệnh. Đứng lên là 2 phút là tê ai, tê Ồ. mỏi. Mà ngồi như gì đó là không ngồi được xếp bằng nữa. À. Thầy ngồi chừng 3 4 phút là nó mỏi mắt nằm không. Ồ. Thì mấy con mới đi trị thuốc nam á, với thuốc tây. Dạ. Cái thấy bớt bớt ở 5 phút cái mình đi tập với bộ giò Ờ. mình đi bộ thì lúc đó đi có cây số là nó đau cái khớp Ờ. khớp với gân nó đau chịu nó Ờ. nghỉ 2 ngày sau mới đi nữa
rồi mình tập từ từ, rồi tới đầu tháng 4 là thấy đứng được chừng 7-8 phút á. Ồ. Với mình đi được 4-5 cây số. Rồi cái phát nguyện quy y á. Nhưng mà ăn chay cũng năm rồi. À. Rồi đi phát nguyện quy y là đi cái hạnh này nè. Thì tính đi ra ngoài ngoài là vô đòn đi. À. Và cuối cùng như nghiệp tới thế nó cản hoài, cái quay ra cái sư tẻ đòn. Dạ. Thấy gì cũng đi luôn. Là cái lúc đó là mình phát nguyện rồi đúng không? Dạ. À, là cứ vậy là 9 tháng 4 là phát nguyện rồi. À. Thì nói đúng ra ví dụ như là như theo con nghĩ á. Dạ. Đây là theo ý của con nghĩ thôi nha. Dạ. Cũng không nhất thiết gì là coi như phải đi cùng với thầy Minh Tuệ. Dạ đúng rồi. Vì mình nghĩ là thầy Minh Tuệ là cái ngọn đốt đấy. Dạ. Thắp sáng lên để coi như cho chúng ta coi như học theo. Dạ. À, chứ cũng không phải nhất thiết gì là coi như phải đi cùng. Dạ. Ví dụ như mình đi cùng á, thì mình sẽ có một cái năng lượng nó tốt hơn, nó có cái động lực. Đúng rồi. Đó. Bây giờ là mà đi không đi cũng phải giới hạnh mình giữ chặt là mới được. Dạ. Nếu mà đi chung với thầy nhưng mà không giữ giới thì nó cũng không được. Đúng rồi. Đi đúng rồi, đi chung với thầy mà mình không giữ giới thì cũng không khác gì là coi như cái nghiệp của mình nó nặng hơn đó. Tại vì mình giới hạnh làm đầu. Dạ. Yeah. Làm thầy của mình. Đầu tiên mình phải giữ giới hạnh. Như con cũng vậy. Con thì cũng không phải là xuất gia hay là đi tu. Yeah. Nhưng mà cũng cứ lấy cái tấm gương của thầy Minh Tuệ rồi mình học hỏi thôi. Yeah. Tuy rằng mình người đời nhưng mà mình cũng lấy cái tấm gương đó để mình học. Yeah. Còn ngoài đời thì lấy cái đạo đức. Yeah. Đó. Còn như tu thì cũng là lấy giới hạnh là nó cũng là đạo đức. Dạ, yeah, đúng rồi. Đó. Để mình đi, mình thắp đốt lên mình đi. Sư Minh Tuệ thì những cái người đời á, thì họ cũng rất là quý sư. Họ cũng tôn trọng và học theo cái hạnh sư cũng khá là nhiều. Yeah. Sức ảnh hưởng của Sư Minh Tuệ đối với bà con cũng rất là lớn sư. Yeah. Là từ khi mà thầy Minh Tuệ ẩn tu đến giờ là thầy sư đã gặp thầy Minh Tuệ lần nào chưa? Không, nói chung là con cũng gặp hai lần. À. Dạ, cũng đảnh lễ hai lần. À. Bên số 1. À, đảnh lễ bên ấy đây ha. Bên số 1. À. Cái như ngày hôm qua em kia về sư gặp phải không? Dạ không. Ngày hôm qua em kia về có hai ông sư. Ông sư cũng bận đồ này nè, cũng đi chân không. Cũng vô ra, cũng công an nó cho vô đánh lễ. À. Là đệ tử của giáo hội nó kể lại, nó nói này á. Dạ. Thì là giờ gặp sư Minh Tuệ cũng rất là khó. Dạ. Chứ cũng không phải là dễ. Ngày quay sư Minh Trí đi, mày sao gặp đó sư giết ngộ. Hử? Sư Minh Trí ngày quay cũng đi. Người đi lên nó mấy giờ? Hôm qua lên đó chắc cả... Chưa. Sao đó đâu có gặp được. Nếu mà gặp là phải buổi sáng thôi à. Yeah. Nếu mà ví dụ các sư muốn gặp Minh Tuệ sáng nay nè, ví dụ sáng nay muốn gặp nè, thì ở đây mình phải đi sớm lên, nó làm sao mà có chừng 5 giờ, 5 rưỡi. Sớm mà cũng không có vô được. À bây giờ nó cho vô rồi. Bây giờ... Bữa nay cho vô thì chắc thầy về lại đó. Chưa. Đang chốt. Chưa về. Đang bên chốt kỹ lắm. Yeah. Hôm qua sư cô ở trên nhà của ba mẹ thầy. Thì cũng chạy xuống rồi mới cũng qua đây cũng mời con với sư Hạnh qua đi qua để đảnh lễ sư Minh Tuệ. Cuối cùng vô rồi bên bển không cho vô. Ba của sư Minh Tuệ cũng điện xuống. Ừ. Điện xuống nhưng mà cũng không vô được. Không cho vô được. Dạ. Chỉ cho vô được là chỉ cho vô đánh lễ Minh Tuệ chỉ buổi sáng thôi. Minh Tuệ từ ở trên đó xuống cỡ chừng 5 giờ mấy là Minh Tuệ từ ở trên đó xuống rồi. Yeah. Thì vô là xe mấy ngày nay là vô nó cho công an cho vô đánh lễ hết. Yeah. Hôm trước con với sư Minh Thông lên trên suối mổ vòng qua cái đường núi á, xong là con đánh bộ sư Minh Thông ở trên đó, con đi cho đi xuống. À. Con nói thôi bây giờ mình vào đây mà cứ vào thí đi, mình xin an ninh
họ nếu mà cho đánh lễ sư được thì cho, cũng không cho thôi. Đúng rồi. Mà khi mà con vào đó nha, là an ninh họ bắt xuất trình căn cước công dân, họ điện về địa phương xét binh đó, họ quần con 1 tiếng rưỡi đó. Là vậy lại có vô được không? Không vô. Không, mà nó quần á. Mình nói bây giờ nó mới bộ an ninh nó muốn lắm. Tôi gửi cái điện thoại đây cho tôi vào đứng xe cũng được, cách xe khoảng vài 5-3 mét để tôi đánh lễ xong ra, không là không. Mà họ làm việc còn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi sao muốn lắm. Lắm, không hả? Không. Mà sư cô á, bển là không cho vào rồi cái về đây. Về đây mới điện về cho ba mẹ của sư, rồi cuối cùng ba mẹ sư kêu qua bển đi, rồi điện cho ba mẹ sư để vô, cuối cùng được đâu. Qua bển thì cũng hay nói cho gặp người đó nè, người đó vô được. Thầy nói gặp cái vô gặp ai đó. Thầy nói vậy đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, mà Minh Tệ ông ngồi trong đó ông có biết ai đâu mà vào cho gặp hay không gặp, nó khổ hơn cái vậy. Giấc ngộ nhờ gặp Minh Tệ 2 lần là vì lý do sao Thành Trung biết không? Ông Minh Tệ ông nói à, chứ không phải như vậy. Ông nói thầy Năm con nhớ giấc ngộ quá, để con nói với sếp. Rồi thầy Năm xuống chở điện cho giấc ngộ lên, rồi thầy Năm xuống chở giấc ngộ lên thăm con. Nó mới cho chứ mà phải dễ vậy đâu. Mà lên nó chụp cả, nó mò vô trong bàn chụp cả giấy tờ rồi nó lúng tung sạc mày làm. Nó cũng quậy một tăng rồi nó bắt đầu cho. Rồi nó nói là con thưa với sư là Minh Tệ đường thọ bác dưới suối á. Xong rồi nó dọn ơi Minh Tệ lên. Lên rồi ra qua đằng sau, rồi nó Minh Tệ thọ bác rồi sư ngộ ra ra gặp, chứ không phải dễ đâu, gặp. Giờ gặp thầy lại còn khó hơn nữa là... Không, không. Gặp chủ tịch nước. Mà mình không biết làm sao, ông sư Minh Tệ nói cho con thưa ý sư, các chú ở công ty nào, ở sở nào, ở công an ở nào, các chú cứ đi về làm việc đi, về làm việc chứ đừng có như cái gì, để con muốn đi đâu con đi, mà đã không có được như vậy đâu, nó khổ vậy. Không, mà nếu mà không có sự can thiệp thì ban đoàn của sư Minh Tuệ mà khi đi vào Nam chắc thành một dài. Đâu này, vô tới đừng phải, vô tới Đà Nẵng thôi. Phải cả 1000 người. Hư sự liền. Hư sự á. Chứ nói đúng là tại vì đông quá, nó ảnh hưởng đến an ninh trật tự đủ thứ hết. Nên là đó người ta làm cũng đúng thôi sư phụ. Đúng rồi, đúng, dạ. đúng. Chứ mà không thì nó phức tạp đủ đường. Mà như đơn thuần không phải là những người họ có cái tâm nguyện là theo cái hạnh tu của theo sư, mà cũng có thành phần trắng đen rồi vàng. Đúng rồi. Tôi nói là họ nhũng nhũ trong đó. Đúng. Ngày mà coi như phát cái quyển sách Nhân quả, đạo nhân quả, cái lúc đó là coi như chưa có ai để ý tới. Con là người coi như phát hiện đầu tiên. Cái lúc đó là có mấy anh công an là con tới, con bảo là coi như cái này là đang phát sách tuyên truyền, mà cái này là không dính líu gì đến thầy Minh Tuệ hết. Mà trong khi đó là cái tiêu đề sách là coi như lại đặt tên là của thầy Minh Tuệ. Chết rồi. Bắt đầu cái sư đó lén là đi trốn. Mà cái lúc đó con đang phát trực tiếp đâu có trốn được. Xong vẫn chưa bỏ cuộc nha. Đèo theo mà vô đến gần đến Quảng Bình nhé. Là cái lúc bắt đầu tập trung quá trời, cả con gái con đồ là coi như cái lúc ngồi là trải bạt ra đường là xuống tóc trực tiếp luôn. Thầy Minh Tuệ thì nghỉ trưa bên kia, mà bên đây là làm lễ cạo đầu cạo đồ bên đây quá trời. Không biết cái lúc đó coi sư có theo dõi được những cái khúc đó hay không, nhưng là nó ảnh hưởng ghê lắm. Thì cái đó thì coi như bên phía nhà nước chính quyền họ làm là đúng, không có sai đâu. Nhiều khi
người ta lợi dụng, người ta tuyên truyền những cái đạo mà nó không chính thống á, không chính thống mà nó là ảnh hưởng đến người dân. Mà như vậy thì mình ghi tên mình chứ mình ghi Minh Tệ vô làm chi? Thì vậy. Gọi là kinh Minh Tệ. Ở chỗ mô Phật ông Minh Tệ đâu có kinh gì mà đè cái chữ Minh Tệ vô đó nữa. Đó. Thì những cái thế lực... Đúng rồi, thế lực ghê thì cũng vô. Cái lúc đó là bắt sống tại chỗ luôn, mà cái lúc đó còn bắt sống tại chỗ luôn, cấm chạy luôn. À, không được cãi. Nhưng mà... nói đúng là bên phía cơ quan chức năng Việt Nam mình cũng rất là hay. Như vậy là bây giờ Minh Thông mà có đi về trên xuống ổ là đi vào đạo nhẫn, đi cho bên đạo nhẫn đi lên. Đúng rồi, ở đây nó đâu có cho đâu. Cái chỗ nãy Minh Thông mà tâm hồn ha, chỗ lần đầu tiên nó sẽ giúp ngộ. À. Chỗ đây nè. Nhưng mà nếu về sư Minh Thông muốn tu ở đây là xin ai? Như vậy? Đâu xin ai thì cứ lên đây tu chứ xin ai? Có hang đổ, coi hang nào ở, tùm lum hang ở, muốn ở chỗ nào ở cho. Sư Minh Thông không chịu ở hả anh em? Xin thì lại phải vô chùa để xin nữa. Không, nói chung á. À, mình ở chỗ nào thì ở tu tại tâm thì mình... nhưng mà cái giấy tờ của mình là phải hợp pháp. Hợp pháp chứ, phải có căn cước công dân đàng hoàng. Căn cước đó rồi, ví dụ như là mình ở nơi chỗ cái địa phương khác tới á, thì ví dụ như là mình cũng trình qua bên ấy thì nó dễ hơn. Bên phía địa phương nó không có làm khó mình. À, dù sao thì mình cũng đã khai báo kiểu là tạm trú kiểu vậy. Yeah. Đó. Nói chung là mặc cái bộ phấn tạo phải giữ 10 giấy đổ lên mới được mặc. Yeah. Còn dưới 10 giấy là không được mặc, có bụi không? Đâu phải dễ gì đâu. Nếu mà đi lên cho biết đồng thuận thì lên luôn. Để cho sư phụ nghỉ về trước rồi ta rồi giấc ngộ chia sẻ động thượng này hồi đó làm sao làm sao làm sao à. Cái độ cái chỗ đó là hồi xưa kia là cái hang cái động của đại hàng nó ở, đại hàng với Mỹ nó ở đó chứ không à. Ở trên đó thì nó có một cái sân bay giải chiến trực thăng đó. Rồi ba thằng đại hàng hồi đó đại hàng hồi hồi đó lên cái chỗ mà trò sấm sét đánh bàn đại hàng chết cho ngộ chỉ cho ba thằng hàng cầm súng nè. Trò sấm sét đánh chết chí đen ba thằng đại hàng luôn. Mây bay bốc về á là ở trên đây đó. À, ừ. Từ ra lên khoảng nửa tiếng đúng không xưa ha. À, cũng có đó không tới đâu hả, nếu đi không tới nữa thì... đường bữa nay ấy chưa. Dạ. Sợ đường khó đi chứ. Cũng vậy thôi. Cũng vậy hả? Sợ là cây đồ nó lên ấy rồi đồ quá. Máy sư lên chưa? Máy sư đã lên đến cái đỉnh đó nha. Lên rồi thì lên chui xuống động thượng chưa? Con đi ngang chứ con không. Ở chưa xuống hả? Con chỉ nhìn. U trong đó nó rộng. Dạ thì con thấy sắp đá rồi. Sắp đá rồi, ngon lạnh. Ờ, chỗ này mát mẻ không? Ở đâu? Tại con mấy sư đó ở rồi, con không có vô. À, trên đó cũng có người ở luôn à. Nhưng mà đi hết rồi. Đi hết rồi, hồi trước. Hết rồi. À. À, đi ra ngoài ngoài Bắc với ra Gia Lai hết rồi. À. À. Dạ là cái lúc mà mới là cũng tập trung ở đây dạ. Rất là đông. Dạ. Không, để chia sẻ cho Thành Trung hiểu nè. Hồi ở đây á, đầu tiên ở đây không có ai hết rồi á. Dạ. Giác ngộ xong xuôi rồi, Minh Tệ. À, rồi Minh Tệ mới đi kinh hành phía Nam. Dạ. Đi vô. Thì ra vô gặp ông Giới Hạnh. À, ông Giới Hạnh á, ông mới hỏi ông Giới Hạnh là ông đi bên Nam Tông. Ai cho cái gì ông ăn cái nấy, cho thịt ông ăn thịt, cho cái gì ông ăn cái nấy. Ông làm. Thì bắt đầu ông Giới Hạnh hỏi Minh Tệ. Là Minh Tệ ông nói là ông ở núi Sạn. Yeah. À, thì bắt đầu ra tới Phan Thiết thì ông Minh Tệ ông thấy ông Giới Hạnh đi bác mà ăn cái kiểu như vậy ông tách. À. Ông tách, ông không có đi với Giới Hạnh nữa.
thì bắt đầu ổng tách, thì ông với Hạnh đi một đường ổng đi, thì với Hạnh lại đi về ở đây trước. Lúc đó thì Minh Tệ đi về đây còn ở trên chỗ ông Thầy Năm rồi ghế Giang Ngộ ở. Thì ổng nói xong xuôi rồi cái nói thôi bữa nay con đi xuống dưới núi sạn. Thì không ngờ đi bác xuống núi sạn thì thấy ông Giới Hạnh, ông đi bác, ông ngồi dưới ngay chỗ nghĩa địa. Yeah. Dưới nghĩa địa cái chỗ mà cái vòm cái ấy á, chỗ ông địa tạng đó. Thì ngồi thọ ngọ. Ông Minh Tệ tới đó cái thấy ông Giới Hạnh, bắt đầu dẫn ông Giới Hạnh lên đây. Hồi đó chưa có như vậy, hồi đó còn thiên nhiên mà. Yeah. Chưa có làm như vậy. Thì ông Giới Hạnh ông ở 8 tháng. Có sao nói vậy, ông ở tới 8 tháng trời luôn. À. Thì xong xuôi cái bắt đầu bà con Phật tử á, người ta thấy ông Giới Hạnh ngày nào cũng đi bán lên này nọ, thì bắt đầu người ta lên, người ta coi thấy cái cảnh tu ông vậy, bắt đầu phát tâm, ông phát tâm cho làm. À. Cho làm. Rồi cái bắt đầu cái ông Minh Tệ, ông nói cho ông về, ông nói cho con thưa với sư ngộ, chắc con xin sám hối vì lý do con dẫn ông Giới Hạnh về đây. Mà bây giờ ông phát banh tành tức, bước cái hàng của sư ngộ tu, ông lót gạch men cái đồ ông làm rồi. Tôi nói, ô thôi kệ, các ngài làm gì, về làm. À. Xong xuôi bắt đầu cái do là ông Giới Hạnh, ông nhận hai cái chú đệ tử kia, mới có mười mấy tuổi à. Hai cái chú đó là cái cô cổ ông Hạnh đi lên xuất bác thì con của cổ thích quá đi lên tu, thì con lên tu được rồi, còn mẹ lên tu nữa. Ồ. Mẹ lên tu với con luôn. Thì ông Giới Hạnh bắt đầu dân người ta đồ. Ồ. Người ta đồ nó đến tay ông Giới Hạnh rồi, cái bắt đầu ông Giới Hạnh ông đi một tháng sau ông về lại, thì cô này cũng đi tìm mẹ, đi tìm ông Giới Hạnh. Ồ. Thấy chưa? Từ đó ông Giới Hạnh ông bỏ đi, xong xuôi rồi có sao nói vậy. Bắt đầu là mấy ông này, 7-8 ông lận ở bên chùa Hải Ấn á, chùa Hàng á, chùa Hải Ấn mà mình đi đầu cầu mình nhìn qua đó. Yeah. Thì mấy ông ở đó, ông nào ông nấy, có cô Phương ở Mỹ Tuần ngoài Quảng Bình á, tài trợ cho mấy ông này lên cốc đồ ở. Thì không ngờ cái cô Diệu cô biết là cô Diệu là cô trụ trì cái chùa đó. Yeah. Thì cô Diệu đó chết. Cô Diệu đó chết xong xuôi thì giáo hộ Phật giáo mới qua làm lễ. Thì thấy mấy ông tu ở trên, tại sao ni tăng mà tu ở chung một chùa. Ờ. Đi chung một đường đó, nhưng mà mấy ông đó ở tu trên núi, còn cô Diệu là ở đây. Dạ. Rồi mấy ông xuống là cô Diệu xớt bát, nấu cơm nấu nước xớt bát. Thì bắt đầu không cho nữa, đuổi mấy ông. Bây giờ mấy ông không biết làm sao hết. Mấy ông nói thôi bây giờ đi về chỗ ông Minh Tệ. Thì mới đầu mới ông mới kéo về đây á chứ. Kéo về ông xấu bị ông luôn. Ông nào ông nói dành cốc phá phách rồi ra đầu xây dựng lung tung đại hải. Công an nó lên nó xô cái tủ kinh để đây nọ. À. Mấy ông tu bên Thông Lạc. Bên thông lạc bên Trưng Như mà mặt hạnh nói xấu ông Minh Tệ rồi đó. Là đó hồi ông Tệ đào đỏ. À. Chứ cái gì đâu. Rồi là mới về ra rồi mấy ông mới xịt ông Minh Tệ chứ. Bồ, mấy ông mới xịt Minh Tệ tôi không đúng pháp phong đồ này nọ, bận ấy rồi uống rồi này nọ. Ông Tệ ông nói, ông về ông chia sẻ với ngộ thôi Minh Tệ kẻ mấy ông tu sao mấy ông tu, còn Minh Tệ tu sao tu, còn mấy ông mà cái gì nọ để giấc ngộ xuống. Để giấc ngộ xuống, giấc ngộ không dám đuổi tay hai cái núi này, núi của nhà nước rồi. Nhưng mà giấc ngộ ra với ngộ báo cáo với phường. Tại vì ở đây là 4 năm đời chủ tịch phường chứ không phải chuyên dưỡng, mà một đời chủ tịch là 4 năm. Dạ. 4 5 năm lận, nghĩa ngồi ở đây là không chuyên dưỡng đâu. Một khóa là 5 năm. Chứ không phải chuyên dưỡng. Ông nào ông nói là ai ngờ sao cái mấy ông này lên tùm lum tùm la sao, công an mời xuống, mời mấy ông xuống. Xong xuôi sau cuối cùng là công an mời xuống là làm là từ đây về sau không được ở trên này nữa. Mỗi sư đều đi về tại địa phương mỗi sư hết. Bây giờ ông nồng nó không dám lên đây nữa đâu. Ông Pháp Quý cũng là ông Pháp Quý, ông Yên Bình là 4 năm ông, 60 ông thì lên đó. Rồi giấy tờ công an bây giờ nó giữ hết. À là lên đây là chết đấy.
có ký biên bản rồi đường hoàng là không còn ở trên núi nữa. Do đó tí xíu em điện lại chưa? Thôi đi, ta đi lên trên sư phụ ha. Đi lên trên cái hang thước để cho các sư yên tĩnh chút xíu. Mệt quá. Mệt quá. Thôi đi, đi luôn hả? Hả? Đi. 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 Mệt quá. Để con khám phá cái núi sạn cho nó kiểu là được một phần đấy. Chỉ một chút xíu hả? Thì chỉ cái núi sạn này giác ngộ dẫn thành trung khám phá chỉ cái đồi này thôi, nhưng nó còn đồi kia đồ nhiều đồ lắm, mình 4-5 đồ là mình cái má bên đây thôi. Cái má bên này thôi, đâu cái má bên này thôi. Đi cho cả đúng.